Cái này mềm phết đấy các cụ ạ. Cái này nó mấp má mấp mô này, cọ răng, cái rất là mịn và nó không bị đứt sợi. Đấy, cu như mình là nó đấy. Nó rất hay cắn cái bàn chải, và nó bàn chải bình thường nó cắn là nó cứ rụng cái sợi nhựa, sợi ni lông này ra và mồm, nhiều khi là nó nuốt phải. Cái này được cái rất là chắc này, sợi rất nhỏ, rất mịn, rất là dài luôn, dài như của người lớn cơ. Một cái điểm trừ đây là cái cá nó quá dài nên trẻ con nó hay cầm phía dưới này đấy, nên nó chọc vào mồm, nó chọc rất là sâu. Nếu nó làm ngắn thôi như này này, trẻ con chỉ cầm đến đây này là không bị. Hay là nếu mà nó họ làm này, họ làm một cái chặn ở đây này, tròn tròn ở cái chỗ tay mình bấm bấm đây này, thì nó chọc không bao giờ nó chọc sâu được vào trong họng đấy. Nhiều khi nó thọc mạnh nó không để ý, chọc vào xong nó buồn nôn, nó nôn đấy. Cái này nên cải tiến như thế. Nhưng còn về mặt bàn chải là được, mềm, nhỏ, gọn, đưa vào trong miệng đánh không bị chảy máu lợn. Đấy, nhựa này cũng chắc chắn. Đấy, màu sắc thì không được phong phú lắm, màu hơi xấu, màu trắng, trắng chẳng ra trắng, nhạt, đen chẳng ra đen, vì tối tối đen nó phải đen bóng, đen nhạt nhạt, màu xanh ấy, chẳng ra xanh. Nói chung là cái này nó chỉ là về mặt thẩm mỹ thôi.